Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 117 quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tư nêu rõ nguyên tắc, phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Theo đó, khoản thu trái pháp luật theo quy định tại điều 132 Luật Chứng khoán là số lợi mà tổ chức cá nhân được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán sau khi trừ đi các khoản thuế, phí phải nộp. Các khoản thuế, phí phải nộp phải do công ty chứng khoán cung cấp và xác nhận. Nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật như trường hợp tổ chức cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì xác định khoản thu trái pháp luật có được theo từng hành vi vi phạm. Trường hợp tổ chức cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đối với nhiều mã chứng khoán thì xác định khoản thu trái pháp luật theo từng mã chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục có diễn biến sôi động ngay từ thời điểm đầu năm 2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trên thị trường sơ cấp, thông qua 12 đợt đấu thầu được tổ chức trong tháng 1 này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 23.496 tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 90,36%, khối lượng đặt thầu gấp 2,99 lần khối lượng gọi thầu so với tháng 12 2020. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức giảm từ 0,11 tới 0,15% trên một năm. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bình quân trong tháng 1 này đạt 15.174 tỷ đồng trên một phiên, tăng 8,16% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ năm 2020. Sau đây là phần tổng hợp ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, năng lượng và kim loại quý. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la giao dịch gần mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng euro khi các nhà đầu tư nhìn vào sự chênh lệch ngày càng lớn giữa sức mạnh của Hoa Kỳ và sự phục hồi của đại dịch châu Âu. Chỉ số đô la rộng hơn, chủ yếu đi ngang ở mức 91,081 điểm sau khi tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng là 91,283 điểm trong phiên trước. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng tại châu Á sau khi chạm mức cao nhất trong khoảng 1 năm vào phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự giảm bất ngờ trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ và ước tính của OPEC cộng về thâm hụt thị trường dầu toàn cầu trong năm nay. Giá dầu thô kỳ hạn WTI của Hoa Kỳ tăng 24 cent, tương đương 0,4% lên 55 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Brent giao sau tăng 26 cent, tương đương 0,5% lên 57,72 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại quý, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết dự báo tăng trưởng mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy Hoa Kỳ rất cần Quốc hội hành động đối với gói giải cứu của Tổng thống Joe Biden. Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.839,16 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.840,90 đô la Mỹ một ounce. Luật chứng khoán năm 2019 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng tính công khai minh bạch, bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động bền vững, an toàn, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, luật chứng khoán năm 2019 đã giải quyết hết những vướng mắc còn tồn tại trên thị trường hay chưa? Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục ống kính tâm trấn ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nếu như năm 2006, thị trường chứng khoán chỉ có khoảng 200 công ty niêm yết với giá trị vốn hóa khoảng 221.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22,7% GDP năm 2006, thì đến nay đã có hàng ngàn công ty niêm yết và đăng ký giao dịch với quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu đạt gần 5.294.000 tỷ đồng, tương đương với 87,7% GDP năm 2019 và 84,1% GDP năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Luật chứng khoán 2019 được kỳ vọng sẽ theo kịp sự phát triển của thị trường vốn này, đồng thời giúp nâng cao chất lượng của chính các doanh nghiệp niêm yết, từ đó hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mặt thứ nhất là nó thúc đẩy được cái chất lượng của những doanh nghiệp niêm yết, tức là tạo ra một cái nguồn hàng mà có chất lượng cao. Thứ hai là để có chất lượng cao thì nó cũng thúc đẩy cái cạnh tranh, có nghĩa rằng là các cái doanh nghiệp phải cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường, nhưng đồng thời nó cũng sẽ đảm bảo một cái mặt bằng tối thiểu. Cái thứ hai là nó cũng thúc đẩy cái hoạt động mua bán cổ phần và đặc biệt là cả các hoạt động mua bán cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, tức là tận dụng một cái nguồn vốn từ nước ngoài. Luật chứng khoán 2019 còn là cơ sở để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng niềm tin của thị trường. Tăng một phần cái vai trò cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với cái vai trò là đầu mối và đặc biệt là tăng thêm cái thẩm quyền về kiểm tra giám sát, nhất là đối với các giao dịch hàng ngày để có thể là theo kịp thị trường. Một trong những vấn đề khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng chính là vấn đề về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, room ngoại. Luật chứng khoán mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc này, khơi thông dòng vốn đầu tư từ khối ngoại. Điều mà người ta quan tâm ấy là làm thế nào kể cả câu chuyện có hết room rồi thì tôi vẫn có thể giao dịch, tôi vẫn có thể mua bán, tôi vẫn có thể kiếm lời được cái việc tăng giá của cái cổ phiếu đấy.
Còn câu chuyện có thể tôi chả quan tâm đến câu chuyện mà tham gia vào câu chuyện họp đại hội cổ đông, tham gia biểu quyết liên quan đến doanh nghiệp. Có thể thấy luật chứng khoán 2019 chính là những cơ sở pháp lý quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ngày một mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và quan trọng hơn là có thể vượt qua những khủng hoảng như đại dịch COVID-19 vừa qua. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VTV. Thưa ông, luật chứng khoán sửa đổi 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Và ông đánh giá như thế nào về bộ luật này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ạ? Luật đã ủy quyền cho chính phủ về cái việc mở rút cho nhà đầu tư nước ngoài, hay là cũng ủy quyền cho chính phủ về vấn đề là các hình thức về đăng ký giao dịch hay là thủ tục thành lập các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hay là cũng có những cái điểm chẳng hạn như là cho phép tiến hành cổ phần hóa sở giao dịch chứng khoán hay là trung tâm lưu trữ chứng khoán. Đấy là những cái vấn đề mới. Luật chứng khoán 2019 nó đã xử lý hết những cái vướng mắc mà thị trường đang gặp phải hay chưa? Vẫn còn rất nhiều cái vấn đề là chưa được đưa vào cái nội dung của luật chứng khoán. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ như thông lệ các nước ấy, thì người ta có một cái người ta thành lập ra một cái công ty nó gọi là như kiểu là bảo hiểm cái tiền của nhà đầu tư chứng khoán. Đấy, tức là bảo hiểm ở trong trường hợp ví dụ như công ty chứng khoán nào mà người ta gian lận, người ta làm thất thoát cái tài sản của nhà đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư đi, thì cái công ty đấy người ta đền bù cho nhà đầu tư. Nó cũng như là một cái định chế là một cái công ty bảo hiểm tiền gửi ngân hàng. Hay là có một cái vấn đề như này, cơ quan quản lý thị trường thì gọi là Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đấy. Nhưng mà thực chất thì cái cơ quan này thì nó lại hiện nay thì nó đang hoạt động cái mô hình tức là cục chứng khoán. Đấy, tức là mô hình là một thủ trưởng. Đấy, một thủ trưởng. Chứ không phải là một cái mô hình là có một cái sự lãnh đạo tập thể của một tổ chức. Đã gọi là Ủy ban chứng khoán nhà nước, tức là nó là một cái mô hình tức là một cái tổ chức mà có một cái sự lãnh đạo tập thể, tổ chức lại cái mô hình lãnh đạo của Ủy ban chứng khoán nhà nước, thì nó sẽ có một cái sự tách bạch trong cái điều hành thị trường chứng khoán, nó không bị xung đột lợi ích nữa. Thứ nữa là nó có một cái sự là phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan liên quan, chẳng hạn như là có cái sự tham gia sâu hơn của Ngân hàng Nhà nước, hay là có sự tham gia chặt chẽ hơn của Bộ Tài chính, hay cũng như là có sự phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Công an chẳng hạn, thì tôi nghĩ là công tác giám sát thị trường nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn ông đã tham gia. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,02 tỷ đô la Mỹ, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 47 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 81,8% về số dự án và giảm 70,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, trong tháng đầu của năm 2021, số thu từ cổ phần hóa thoái vốn nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 83 tỷ đồng. Theo số liệu của Cục Tài chính Doanh nghiệp, thực hiện nghị quyết số 26/2016 ngày 10 tháng 11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn này, nguồn thu từ cổ phần hóa thoái vốn nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư chung và dài hạn đạt 250.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự kiến sẽ bán cổ phần lần đầu IPO vào ngày 28 tháng 2, 2021. Tổng giá trị bán ra là 48,9% vốn điều lệ, với giá khởi điểm là 24.520.000 đồng trên một cổ phần. Tính trong tháng 1, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 83 tỷ đồng. Các nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm lớn đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở mảng sản xuất công nghiệp và kho vận. Đây là kết quả đáng chú ý trong khảo sát của CBRE với trên 490 nhà đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình Dương về ý định và kế hoạch đầu tư bất động sản của họ trong năm 2021. CBRE nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 5 địa điểm thu hút nhà đầu tư bất động sản tại châu Á Thái Bình Dương. Theo các nhà đầu tư quan tâm tới thị trường Đông Nam Á cho biết sẽ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các bất động sản trong năm tới. 39,4% những nhà đầu tư này sẵn sàng trả giá cao hơn 10% so với năm 2020 và 19,7% sẵn sàng chi trả nhiều hơn mức 10%. Nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có tiềm năng tăng giá trị và tài sản cốt lõi, và một số đang bắt đầu tìm kiếm tài sản đang bị áp lực tài chính, bất động sản công nghiệp, kho vận và văn phòng tiếp tục là loại hình được tìm kiếm trong khi bất động sản du lịch dần phục hồi.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về đề xuất cơ chế phát triển hệ thống tích trữ năng lượng tại Việt Nam. Theo EVN, tập đoàn đã phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế là GE Energy Consulting thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu phát triển hệ thống tích trữ năng lượng tại Việt Nam. Kết quả tính toán của tổ tư vấn cho thấy với mức độ thâm nhập của năng lượng tái tạo chỉ khoảng 15% về mặt công suất, tương đương với khoảng 7% về mặt sản lượng. Theo đánh giá của EVN, việc đầu tư pin tích trữ năng lượng cho mục đích chống quá tải lưới sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế trên quy mô tổng thể toàn bộ hệ thống điện mà chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cục bộ cho các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo bị giới hạn công suất phát do quá tải. Do đó, tập đoàn đề nghị Bộ Công Thương đầu tư ISS tại các nhà máy điện gió, mặt trời để nâng cao hiệu quả vận hành, giảm công suất phải cắt giảm tại các nhà máy năng lượng tái tạo do các điều kiện về kỹ thuật của lưới điện. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phục hồi từ đại dịch COVID-19 vào giữa năm 2021, sớm hơn so với dự đoán mà cơ quan này đưa ra hồi năm ngoái và tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 4,6% trong năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO cho biết, cơ quan này có dự báo lạc quan hơn về kinh tế Mỹ so với dự báo được đưa ra trước đó vào tháng 7 năm 2020 về tình hình suy thoái không nghiêm trọng như dự đoán và vì giai đoạn phục hồi ban đầu đã diễn ra sớm hơn và mạnh hơn dự đoán. Trong dài hạn, CBO dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trung bình 1,6% một năm từ năm 2026 đến năm 2031. Trong khi các dự báo về tăng trưởng nói trên cho thấy sự phục hồi nhanh chóng trong tổng sản phẩm quốc nội, CBO lại dự đoán phải đến năm 2024 thì hoạt động tuyển dụng mới phục hồi về mức như thời kỳ trước đại dịch. CBO cũng dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ lãi suất ở gần mức 0 đến giữa năm 2024 và sau đó sẽ bắt đầu nâng dần lên. Tuy nhiên, CBO cảnh báo các dự báo nói trên của cơ quan này là không chắc chắn, phần lớn tùy thuộc vào tốc độ triển khai vaccine ngừa COVID-19 và nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành nhằm vực dậy nền kinh tế. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Theo đó, mặt bằng lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng hiện nay phổ biến ở mức từ 6,5 đến 7,1% một năm khi gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng. Nhiều nhận định cho rằng xu hướng lãi suất sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ trong những tháng đầu năm 2021. Điều này sẽ tạo tiền đề để có thể giảm thêm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Lãi suất cho vay thì có thể giảm xuống trên cơ sở đó là hai yếu tố. Thứ nhất là giá trị đồng tiền Việt Nam vẫn được đảm bảo với áp lực lạm phát không có. Và thứ hai là phải thực hiện đúng các cái lộ trình, các giải pháp đã đề ra và qua đó thì thanh khoản của các ngân hàng sẽ được tốt hơn và giữ vững được an toàn hệ thống của hoạt động của các tổ chức tín dụng. Và khi thanh khoản được tốt hơn thì rõ ràng lãi suất của chúng ta, nhất là lãi suất cho vay, sẽ có cơ hội để giảm nhiều hơn. Và việc giảm lãi suất cho vay cũng là một trong những cái mục tiêu mà ngành ngân hàng đặt ra để cho có hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các thành phần kinh tế. Và chúng tôi cũng đặt ra cái mục đích là mục tiêu giảm lãi suất cho vay này, đó là phải giảm khá là đồng bộ ở tất cả các tổ chức tín dụng, kể cả luôn các cái đối tượng vay vốn. Và
Và để làm được cái điều này thì tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ phải có sự chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là hệ thống các cái ngân hàng thương mại phải có một cái sự sắp xếp lại về vấn đề cơ cấu trong tổ chức để giảm bớt các cái chi phí không cần thiết trong hệ thống nội bộ ngân hàng. Và đồng thời là những cái chi phí mà là có thể dự kiến là nó phải phình ra do cái đầu tư mới, đầu tư lớn thì để làm tăng thêm những cái loại dịch vụ hay những cái cơ sở thì cái này cũng tiết giảm để cho cái thời kỳ của Việt Nam, kinh tế Việt Nam tiếp tục đi vào ổn định thì mới có thể là khôi phục lại.